Sau một năm lướt lên on TikTok thì tôi mới biết rằng có rất nhiều người NFE hoặc các công ty tài chính nhưng không có khả năng trả. Và có nhiều người nói với tôi rằng là có nhận được những thông tin đe dọa rằng là sẽ khởi kiện ra tòa án về hành vi lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Và thậm chí là có một người là chuyên tư vấn về FE trên các TikTok này này, cử nhân luật luôn, nhưng vẫn bị nhầm lẫn giữa khởi kiện và tố cáo. Làm gì có chuyện mà khởi kiện ra tòa án về hành vi lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, có bị nhầm không? Nếu như có dấu hiệu về tội danh đó thì người ta sẽ tố cáo, và đơn vị nhận tố cáo đó là cơ quan công an hoặc là viện kiểm sát cung cấp. Vậy bây giờ bạn phải để ý cái khả năng không trả nợ của bạn nó rơi vào khả năng nào. Một, không thể trả nợ được nữa, thôi chấp nhận. Và nếu như bạn rơi vào trường hợp đó thì người ta chỉ có thể khởi kiện bạn một vụ án dân sự để thu hồi nợ mà thôi. Trường hợp thứ hai, bạn có khả năng trả trong tương lai nhưng hiện giờ bạn không có khả năng trả. Vậy thì nên gửi văn bản cho bên các công ty tài chính để xin giãn nợ. Còn trong trường hợp nào thì bị tố cáo hình sự về tội danh lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản? Đó là bạn có điều kiện để trả nợ nhưng bạn cố tình không trả, hoặc là bạn cố tình bỏ trốn nhằm trốn tránh việc trả nợ, khi đó mới cấu thành cái tội đó nhá, mới tố cáo được về hành vi đó nhá. Nhưng nguyên tắc tôi vẫn nói với các bạn rất nhiều lần rồi, có nợ thì phải trả, cố gắng bây giờ chưa trả được thì thu xếp từ từ trả dần trả dần. Rồi cuối cùng chúc các bạn và gia đình các bạn bình an qua mùa dịch.